mừng quý vị và các bạn đến với bản tin y tế ngày 8 tháng 8 do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Hà Nội gần 500 ca sốt xuất huyết mỗi tuần, 45% số điểm giám sát vượt ngưỡng nguy cơ. Bé sơ sinh phải thay máu vì xung đột nhóm máu với mẹ. Nhập viện cấp cứu vì biến chứng viêm tụy cấp do bệnh mỡ máu tăng cao. Biến chứng đái tháo đường, người phụ nữ sốc nhiễm khuẩn, hôn mê. Hơn 10 cục máu đông trong não gây đột quỵ. Thanh niên 19 tuổi bị tâm thần do sử dụng cần sa, bóng cười và thuốc lá điện tử. Vợ chết, chồng ngộ độc nặng sau khi ăn cơm rang trứng để qua đêm. Vết rạch nhỏ ở nách đã cứu sống 700 em bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Thưa quý vị, trong một tháng trở lại đây, trung bình mỗi tuần tại Hà Nội ghi nhận khoảng 480 ca mắc sốt xuất huyết mới, tăng 4,3 lần so với trung bình tháng trước, diễn biến cho thấy dịch bắt đầu vào mùa. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2023 đến ngày 4 tháng 8, toàn thành phố đã ghi nhận 2.750 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Hiện tại, còn 110 ổ dịch đang hoạt động. Riêng 4 tuần gần đây, số ca mắc tăng nhanh, trung bình mỗi tuần ghi nhận 481 trường hợp, tăng 4,3 lần so với trung bình 4 tuần trước đó. Quận huyện ghi nhận số ca mắc sốt huyết cao bao gồm Thạch Thất, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Hà Đông, Phú Xuyên, Nam Từ Liêm. Chia sẻ về bệnh sốt xuất huyết, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Lân, phòng khám nhi tiêm chủng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Sốt xuất huyết là một cái bệnh truyền nhiễm cấp tính do cái virus đen gây ra và có thể làm gây ra thành một cái trận dịch. Thì thường cái diễn tiến của bệnh sốt xuất huyết thì chúng ta sẽ thấy nó diễn tiến thành ba cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu là sốt, và cái đặc điểm của cái sốt trong sốt xuất huyết cũng khá là đặc biệt. Nó sốt rất là đột ngột, nhưng mà nó sốt cao và sốt liên tục, và nó khó đáp ứng với hạ sốt. Và trong cái giai đoạn đầu, từ 1 đến 3 ngày đầu tiên, thì những cái triệu chứng giống như cảm nhiễm siêu vi, nó cũng có đau nhức mình mẩy, cũng có đau cơ, đau khớp, vân vân. Và có tình trạng mà nếu chúng ta xem cái niêm mạc mắt thì chúng ta thấy niêm mạc mắt nó sẽ bị sung huyết. Đến cái ngày thứ 3 thì thường đôi khi chúng ta sẽ thấy bắt đầu có những cái dấu hiệu của xuất huyết li ti nhỏ nhỏ trên da, hoặc là chảy máu mũi, chảy máu chân răng, vân vân. Cái giai đoạn thứ 2 là cái giai đoạn mà nguy hiểm. Chúng ta thấy từ ngày thứ 3 cho đến ngày thứ 6, đôi khi là tới ngày thứ 7. Thì trong giai đoạn này chúng ta thấy trẻ nó có tình trạng thất thoát dịch nhiều, hoặc là người lớn cũng vậy. Và nó dẫn đến cái tình trạng sốc với những cái biểu hiện là trẻ nó ly bì, nó khó đánh thức, nó kém chơi, nó than mệt. Chúng ta thấy trẻ nó có thể ói. Còn đến giai đoạn thứ 3 là cái giai đoạn hồi phục, thì thường vào ngày thứ 6, thứ 7 thì lúc đó trẻ nó hết sốt rồi, nhất là được 48 giờ, trẻ ăn uống khá hơn, đi tiểu nhiều hơn, vân vân. Theo CDC Hà Nội, công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết đang gặp khó khăn do một số đơn vị hiện tại chưa mua sắm được hóa chất diệt muỗi, diệt bọ gậy. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu mọi người tuyệt đối không chủ quan, lơ là với sốt xuất huyết. Bất đồng nhóm máu mẹ con là hiện tượng nhóm máu của thai không tương thích với nhóm máu người mẹ. Trong đó, bất đồng nhóm máu ABO thường gặp ở bà mẹ có nhóm máu O và trẻ có nhóm máu A hoặc B. Đây là tình trạng gặp phải ở bé 2 ngày tuổi sau đây. Ngày 7 tháng 8, bác sĩ Ngô Quý Phong, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cho biết, bé gái nặng 3,5 kg vào viện lúc 2 ngày tuổi, mẹ bé từng vỡ thai ngoài tử cung khoảng 2 tháng trước khi mang thai bé. Xét nghiệm ghi nhận chỉ số bilirubin máu, một loại sắc tố mật có màu vàng do quá trình phá vỡ tự nhiên của hồng cầu sản sinh ra của bé tăng cao. Bác sĩ chẩn đoán bé bị vàng da sơ sinh tán huyết do bất đồng nhóm máu ABO với mẹ. Theo bác sĩ Phong, nếu không được điều trị, lượng bilirubin tiếp tục tăng cao, ngấm vào máu não, gây nhiễm độc não, dẫn đến biến chứng thần kinh không hồi phục, thậm chí có thể tử vong. Phát hiện và điều trị sớm, lượng bilirubin trong máu sẽ nhanh chóng giảm xuống, đào thải ra ngoài mà không gây hậu quả gì. Trẻ mắc bệnh này được điều trị bằng phương pháp chiếu đèn, thay máu toàn phần, giúp lấy đi bilirubin đã hình thành trong máu, cũng như lấy khỏi cơ thể trẻ những hồng cầu bị kháng thể bám vào hay đã vỡ một lượng lớn kháng thể gây tán huyết ở trẻ. Chiếu đèn cũng giúp điều trị thiếu máu. Lượng máu thay thường là 160-200ml 1kg, tức là gấp đôi lượng máu của trẻ. Bất đồng nhóm máu mẹ con có thể được phát hiện bằng xét nghiệm máu trong thai kỳ, điều trị sớm ngay trong bụng mẹ để đảm bảo sức khỏe cho bé khi chào đời. Bé sơ sinh cần được theo dõi sát để phát hiện, xử trí kịp thời tình trạng vàng da nặng. Trong lần sinh nở đầu tiên có bất đồng nhóm máu hệ ABO, người mẹ nên sinh lần 2 cách xa lần đầu để lượng kháng thể trong cơ thể giảm xuống. Rối loạn chuyển hóa lipid máu hay còn gọi là bệnh mỡ máu dẫn đến tăng triglyceride máu. Đây là căn bệnh gây nhiều tác hại xấu với sức khỏe, trong đó có viêm tụy cấp. Cùng tìm hiểu về căn bệnh nguy hiểm này qua trường hợp sau đây. Anh Lê Việt C, 44 tuổi, sống tại Hà Nội, vào bệnh viện 198 cấp cứu trong tình trạng đột ngột đau bụng vùng thượng vị, đau dữ dội, lan ra sau lưng, nôn nhiều. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm tụy cấp nặng trên nền triglyceride máu tăng cao hay còn gọi là bệnh mỡ máu tăng cao. Anh C được các bác sĩ cho thở oxy, truyền dịch, dùng thuốc hạ mỡ máu cùng kháng sinh. Hiện nay các bác sĩ đang theo dõi, nếu tình trạng bệnh nhân không đỡ sẽ phải lọc máu thay huyết tương.
trao đổi cùng phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống về các ca bệnh tăng triglyceride máu không kiểm soát dẫn đến các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Thạc sĩ bác sĩ Bùi Nam Phong, trưởng khoa điều trị tích cực và chống độc bệnh viện 198 cho hay. Thì một trong những cái nguyên nhân của cái viêm tụy cấp mà bây giờ hiện tại là cũng rất hay gặp tại bệnh viện chúng tôi cũng như là tại các bệnh viện khác là do cái nguyên nhân là tăng triglyceride máu. Tức là với bệnh nhân mà đã có cái tiền sử là tăng mỡ máu rồi. Đấy là khi mà cái triglyceride máu nó tăng cao. Đấy, hoặc là trên cái nền đó mà bệnh nhân có ăn uống mà những cái buổi liên hoan, buổi tiệc gì đó thì sau những cái buổi đó thì cũng là cái yếu tố nguy cơ nó tăng lên để bệnh nhân bị viêm tụy cấp. Chúng tôi cũng khá là thường gặp ở cái thời điểm những năm gần đây. Ở đây thì thường các bệnh nhân vào với khoa chúng tôi là thường là các cái trường hợp bệnh nhân viêm tụy cấp do tăng triglyceride máu nhưng ở cái mức độ nặng, là bệnh nhân là có các cái biểu hiện nặng là ví dụ như là cái bụng bệnh nhân trướng căng, bí trung đại tiện và bụng trướng căng lên và cái rất là đau bụng, mà có thể là buồn nôn, nôn nhiều, hoặc là kèm theo, đặc biệt là có thể kèm theo cái khó thở, bệnh nhân khó thở, đấy là các cái dấu hiệu nặng của bệnh nhân. Theo các chuyên gia, rối loạn lipid máu là một bệnh lý diễn biến từ từ, ít có biểu hiện và cần phát hiện sớm nhằm ngăn ngừa những biến chứng ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Đặc biệt để phòng ngừa nguy cơ viêm tụy cấp, người bệnh nên tránh sử dụng rượu bia, hút thuốc lá, không ăn quá nhiều chất béo và thức ăn giàu năng lượng hàng ngày để giảm nguy cơ tăng triglyceride. Nếu phát hiện mỡ máu, nên thăm khám định kỳ để quản lý và điều trị, tránh biến chứng gây viêm tụy cấp. Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận ca bệnh THT 66 tuổi và cấp cứu trong tình trạng hôn mê, nguy cơ tử vong cao 40-60% do sốc nhiễm khuẩn. Thông tin từ bệnh viện cho biết, nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, tụt huyết áp, da niêm mạc nhợt. Qua thăm khám lâm sàng và xét nghiệm cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, xuất huyết tiêu hóa cao, đái tháo đường tuyết thai, tăng huyết áp, đợt cấp suy thận mạn. Đánh giá tiên lượng tình trạng người bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao, ngay lập tức các y bác sĩ đã nhanh chóng hồi sức cho bệnh nhân theo phác đồ, sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp ổn định, sử dụng thuốc kháng phổ rộng, kiểm soát đường máu, mỡ máu và hỗ trợ điều trị triệu chứng. Hiện tại, người bệnh đã tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn đã ổn định trở lại. Bác sĩ Trịnh Ngọc Anh, khoa nội tiết, khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tham City cho biết. Thực ra đái tháo đường ấy, thì chúng ta thấy là bệnh là khá là phổ biến. Tỷ lệ hiện nay nó dao động từ khoảng 8-12%, tùy theo từng vùng địa lý khác nhau. Nói về các biến chứng ấy, thì biến chứng có thể nói là nguy hiểm nhất và cũng là thường gặp nhất của đái tháo đường chính là biến chứng tim mạch. Với tỷ lệ gặp khoảng 30% bệnh nhân đái tháo đường sẽ có cái biến chứng này, nhưng có đến khoảng 80% các bệnh nhân đái tháo đường sẽ tử vong sớm do cái biến chứng này. Nhẹ hơn một chút thì có thể nói đến là biến chứng thận và biến chứng nhiễm trùng. Tuy nhiên có thể thấy là gì? Khoảng 60% các bệnh nhân mà lọc máu do suy thận giai đoạn cuối hiện nay cũng đến nguyên nhân chính là từ bệnh thận do đái tháo đường. Và một số cái biến chứng khác của đái tháo đường như biến chứng mắt hay biến chứng thần kinh ấy, mặc dù là ít gây tử vong nhưng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống người bệnh. Và người ta thấy là trên thế giới hiện nay thì nguyên nhân gây mù và nguyên nhân gây cắt cụt chi không do chấn thương hàng đầu cũng chính là do đái tháo đường. Đối với bệnh nhân bị đái tháo đường ấy, thì cái cách phòng tránh mà biến chứng hiệu quả nhất chính là kiểm soát cái đường máu thật là tốt theo đúng cái mục tiêu cá nhân đề ra đối với từng người bệnh. Và thứ hai nữa là sẽ phải kiểm soát đa yếu tố nguy cơ tim mạch, bao gồm là kiểm soát cả tăng huyết áp, kiểm soát cả rối loạn lipid máu, kiểm soát cả cân nặng để đạt được cân nặng lý tưởng, rồi không hút thuốc lá, cũng như là có cái lối sống lành mạnh. Bác sĩ khuyến cáo khi người bệnh, nhất là người bệnh đái tháo đường, nếu có các biểu hiện như sốt cao, thở nhanh, nhịp tim nhanh, khó thở, ho khạc đờm, đờm vàng hoặc xanh, sau đó có thể tụt huyết áp kèm theo suy giảm tri giác, hoặc huyết áp giảm nhưng da vẫn ấm, các chi lạnh và nhợt nhạt, nổi vân tím ngoại biên thì cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Tăng huyết áp và rung nhĩ nếu không được điều trị kịp thời có thể có nguy cơ dẫn đến hình thành huyết khối ở tim rồi di chuyển lên não gây tắc mạch máu gây đột quỵ, nguy hiểm đến tính mạng. Trường hợp sau đây là một cảnh báo. Ông Tùng, 64 tuổi, đột ngột ngã khuỵu xuống sàn khi ngồi xem TV ngày 4 tháng 8. Gia đình đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, TP.HCM cấp cứu trong tình trạng tri giác lơ mơ, liệt nửa người phải. Bệnh viện kích hoạt y lệnh khẩn Cold Shock cứu người đột quỵ. Người bệnh được chụp CT 768 lát cắt theo lối ưu tiên. 5 phút sau, kết quả cho thấy bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp ở giờ thứ 2 tính từ khi có triệu chứng đột quỵ. Nhiều động mạch trong não như động mạch cảnh trong, động mạch não giữa và não trước trái bị tắc do có nhiều huyết khối gây tắc nghẽn mạch máu lớn, cần can thiệp nội mạch để loại bỏ. Để phòng chống đột quỵ não thì chúng ta cần kiểm soát tốt mỡ máu và các bệnh nền, đặc biệt là tăng huyết áp và đái tháo đường. Ngoài ra tăng cường vận động cũng rất tốt, bỏ rượu bia thuốc lá và ăn nhạt, tăng cường rau củ quả và cá, hạn chế thịt đỏ cũng như là đồ ăn chế biến sẵn.
Thứ hai là để giảm tình trạng mà các cục máu đông thì chúng ta cần giảm cân, vận động nhẹ nhàng, dùng các thuốc chống đông và các thuốc giảm nhịp tim theo đúng chỉ định của bác sĩ. Để giảm tình trạng co thắt mạch máu thì chúng ta cần kiểm soát stress, ngủ đủ giấc và không di chuyển đột ngột từ nơi nóng sang nơi lạnh và ngược lại. Nhập viện với nhiều triệu chứng của bệnh tâm thần, nam thanh niên tại Hà Nội cho biết thường xuyên hút cần sa, bóng cười, thuốc lá điện tử trong vòng một năm vừa qua. Khi xuất hiện những triệu chứng nói trên, bệnh nhân cho biết đã bị ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày. Đi kèm với đó là thường xuyên quên, giảm tập trung và không còn hứng thú trong công việc. Theo chia sẻ của bệnh nhân, hơn một năm có hút cần sa, bóng cười và thuốc lá điện tử. 4 tháng nay bệnh nhân không còn sử dụng bóng cười nhưng vẫn sử dụng cần sa, thuốc lá điện tử. Các bác sĩ khi khám toàn thân về mạch, huyết áp và các dấu hiệu sinh tồn cho bệnh nhân không có gì bất thường. Tuy nhiên, khám tâm thần có rối loạn hành vi, hưng cảm nhẹ, có hoang tưởng bị hại và một số triệu chứng tâm thần khác. Bệnh nhân có chẩn đoán ban đầu là rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất gây ảo giác. Vì vậy, bệnh nhân được chỉ định làm xét nghiệm hóa sinh và kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Kết quả xét nghiệm sàng lọc nhanh phát hiện dương tính với THC, cần sa marijuana. Kết quả xét nghiệm sinh hóa khác có một số biến đổi. Sau thăm khám cụ thể, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cần sa, hội chứng nghiện F12.2 nên được tư vấn điều trị nội trú theo chuyên khoa. Theo bác sĩ, sử dụng cần sa, hút thuốc lá điện tử hay hít bóng cười mang lại cho người sử dụng cảm giác hưng phấn, thư thái, khoái cảm. Nhưng việc sử dụng những chất gây nghiện này được xem là combo chất xúc tác gây hại sức khỏe. Trong đó cần sa ảnh hưởng đến cơ thể rất nghiêm trọng và lâu dài ở cả ba phương diện là não bộ, thể chất, tâm thần. Ở thanh thiếu niên, việc sử dụng cần sa có thể làm suy giảm chức năng suy nghĩ, trí nhớ, học tập. Hút cần sa có thể ảnh hưởng đến hô hấp, tăng nhịp tim, gây buồn nôn, nôn dữ dội. Với những trường hợp sử dụng chất gây nghiện như hút bóng cười, cần sa, thuốc lá điện tử, các bác sĩ cho biết thường gặp ở các đối tượng việc làm không ổn định, gia đình bất trắc, do sự buông lỏng hoặc không quản lý chặt chẽ từ phía gia đình khiến tình trạng này càng xảy ra nhiều ở giới trẻ. Vì vậy gia đình cần có sự quan tâm và quản lý để hạn chế tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử và hút bóng cười ở giới trẻ. Vào mùa hè, vi khuẩn phát triển nhanh chóng, tủ lạnh chỉ làm chậm quá trình phát triển của vi khuẩn chứ không thể tiêu diệt chúng. Mặt khác, trong tủ lạnh còn có vi khuẩn thích ứng cực tốt với môi trường nhiệt độ thấp, rất có hại cho sức khỏe. Nếu không bảo quản đúng cách có thể dẫn đến ngộ độc nguy hiểm như trường hợp sau đây. Một cặp vợ chồng bị ngộ độc nặng sau khi ăn cơm rang trứng để qua đêm, sau đó người vợ không thể qua khỏi. Cặp vợ chồng lớn tuổi này sống tại thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vốn rất khỏe mạnh. Họ được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu do đột nhiên bị đau bụng dữ dội, nôn mửa và tiêu chảy nghiêm trọng. Người vợ vì bệnh tình diễn tiến xấu đột ngột nên đã không qua khỏi. Lúc này chỉ số axit lactic của người chồng cũng vượt quá 10 mmol/L, tăng gấp 5 lần so với mức bình thường. Cơ thể đang ở tình trạng sốc. Thức ăn để trong tủ lạnh tức là mình vẫn phải đun sôi lại, nhất là trong 5 đến 7 phút thì nó mới nóng cả bên trong á. Mình không nên để kéo dài, để nguội rồi mới để tủ lạnh và để cũng phải đậy kín. Như là cơm rang thì phải đun đảo rang lại cho nó nóng đã rồi mới ăn. Hay là những cái đồ canh, súp thì cũng phải để đun sôi lại 5-7 phút. Nên này thường xuyên là mình kiểm tra tủ lạnh những thực phẩm quá hạn. Để lâu thì mình bỏ đi, thường nó sau độ 3 ngày, 5 ngày nhiều thực phẩm nó hỏng rồi á. Mắc tứ chứng Fallot, em bé 10 tháng tuổi chỉ nặng hơn 5,5 kg, đã trở thành bệnh nhân thứ 700 được mổ tim ít xâm lấn qua một đường rạch nhỏ dài bằng ngón tay ở nách phải tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ca mổ được tiến sĩ Nguyễn Lý Thị Trường, giám đốc trung tâm tim mạch nhi Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội và giáo sư Yasuhiro Kotani, phó trưởng khoa phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Đại học Okayama Nhật Bản thực hiện ngày 7 tháng 8 sau 6 giờ đồng hồ. Giáo sư Kotani cũng là người chuyển giao kỹ thuật này cho Việt Nam vào 5 năm trước. Bệnh nhi mắc tim bẩm sinh với tên gọi tứ chứng Fallot, bao gồm 4 đặc điểm là thông liên thất lớn, tắc nghẽn đường da thất phải, hẹp van xung động, phì đại thất phải và động mạch chủ đè lên. Triệu chứng gồm tím, khó thở khi ăn, tăng trưởng kém, đặc biệt cơn tím xảy ra đột ngột có thể gây tử vong bất cứ lúc nào. Sau 5 năm chuyển giao, thành quả mà các bác sĩ ở Việt Nam đạt được qua kỹ thuật mổ tim ít xâm lấn qua đường nách khiến vị giáo sư Nhật Bản bất ngờ, ngưỡng mộ và tự hào. 700 ca, tỷ lệ 100% thành công, không có trẻ biến chứng nặng và tử vong. Đến nay, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được phẫu thuật bằng phương pháp này chỉ mới 1,5 tháng tuổi, trẻ nhẹ cân nhất chỉ nặng 3,8 kg. Đến đây bản tin y tế cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.